Ở tập trước, sau khi đánh bại 2 tên đấu hoàng, 7 tên đấu vương của Vân Lam Tông, Tiêu Viêm và mọi người đã tiến vào bên trong Mỹ Đặc Nhĩ gia tộc. Ở đây, những cường giả Hắc Giác Vực cũng đã xuất hiện. Không chỉ thế, Mỹ Đồ Tòa nữ vương cũng ra mặt. Khi thấy Mỹ Đồ Tòa, Hải Bá Đồng đã sợ hãi khi gặp nữ nhân này. Sang tới nội dung của Đồ Phá Thương Khung phần 5 tập 58, mở đầu cho tập phim, lại ngành Hải Bá Đồng cấp tốc phục hồi lại tinh thần. Cảm giác trong ánh mắt ấy có một chút lạnh lẽo nguy hiểm, cả người run một cái, vội vàng đứng dậy hướng về Tiêu Viêm và nói: Không cần, nếu nàng ta thích vậy thì liền cho nàng ta đi. Dù sao mấy thứ này Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chúng ta cũng muốn bán đấu giá, coi như là đưa cho người một cái ân tình đi. Đối với sự ân cần của Hải Bá Đông, sắc mặt băng hàn của Mỹ Đô Tòa cũng hơi hỏa hoãn một chút. Lúc này mới nghĩ đến lão đầu bị chính mình phong ấn nhiều năm cũng có điểm thuận mắt. Đem Mỹ Đô Tòa ầm cốt tam lão an trí thượng vị xong, Hải Bá Đông lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng về Tiêu Viêm, cười khổ và nói: Nguyên lai ngươi còn có thêm con bài chưa lật như vậy, có nàng tương trợ, Vân Sơn cũng đã không còn đáng ngại nữa. Mỹ Đô Tòa yêu nhã ngồi trên ghế, bàn tay mềm mại đang cầm chén trà, chậm rãi ngửi hương thơm. Rồi mọi người bắt đầu bàn kế hoạch làm sao để đối phó với Vân Sơn. Tiêu Viêm trừng mắt thản nhiên nói: Không chết không ngừng, ta muốn Vân Lam Tông hoàn toàn biến mất tại Sa Ma Đế Quốc. Hải Bá Đông nghe vậy nói: Vân Lam Tông hiện giờ thế lực trải rộng hơn phần nửa đế quốc, nếu ngươi muốn nhổ tận gốc bọn họ, như vậy liền phải thanh trừ toàn bộ. Mà băng vào ngươi nói, có thể đem Vân Lam Tông cường giả giết sạch sẽ, có điều Dương Nghiệt cũng khó có thể thanh trừ, điểm này với thế lực của Hoàng Thất lại có thể làm được. Tiêu Đình ngồi bên cạnh cũng nói: Tam đệ, Hải lão nói đúng, muốn chân chính thanh trừ Vân Lam Tông, bằng vào nhân thủ của ngươi còn không đủ, việc này để cho Hoàng Thất bọn họ xử lý là rất thỏa đáng. Nghe được Tiêu Đỉnh mở miệng, Tiêu Viêm ngẫm nghĩ một chút cũng không hề kháng cự, lập tức nói: Một khi đã như vậy, liền phiền Hải lão liên lạc một chút, trước lúc cùng với Vân Lam Tông khai chiến, những nhân tố không xác định cũng nên sớm giải quyết, chuyện đâm dao sau lưng mấy năm nay ta cũng đã được thấy không ít. Hải Bá Đông sắc mặt ngưng trọng nói: Nếu muốn thanh trừ Vân Lam Tông, có lẽ trước hết phải giải quyết một người, đó là Đan Vương Cổ Hà. Chắc người cũng đã rõ ràng, một lục phẩm luyện dược sư ở đế quốc này có thể triệu hiệu lực lượng to lớn như thế nào. Nếu muốn toàn lực giúp Vân Lam Tông thì chỉ sợ thập đại cường giả trong đế quốc chí ít là hắn có thể tìm đến 5 người. Cho nên muốn ra tay cùng với Vân Lam Tông, người trước hết phải giải quyết được vấn đề này. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, hắn thật ra là thiếu chút nữa là quên mất Cổ Hà. Hải lão lại nói tiếp: Ta sẽ nhờ Pháp Mã hỗ trợ xem thế nào. Sau đó Tiêu Viêm muốn đi xem nhân tộc của Tiêu gia. Sau một hồi di chuyển, Tiêu Đình đã đưa Tiêu Viêm và Tiêu Lệ tới một đại viện. Mấy năm nay vì để tránh né lục soát của Vân Lam Tông, mặc dù có Mỹ Đặc Nhĩ gia tộc che chở, Tiêu gia cũng chỉ có thể ẩn trốn tại nơi hẻo lánh. Ngay khi thấy Tiêu Viêm, người của Tiêu gia đều vui mừng la tới hét lớn: Tiêu gia sẽ được cứu rồi. Thế tiến công của Vân Lam Tông với Mỹ Đặc Nhĩ gia tộc cuối cùng kết thúc tổn thất thảm trọng. Lúc này mọi người xác định kế tiếp sẽ là thời điểm thế lực cực mạnh của Sa Ma Đế Quốc sẽ bộc phát cơn giận lôi đình. Thế mà trái lại lâm vào an tĩnh khác thường, nằm ngoài dự đoán của mọi người. Cử động khác thường như vậy khiến không ít người đều cảm thấy vô lý. Đối với an tĩnh khác thường như vậy của Vân Lam Tông, bọn người Tiêu Viêm tuy rằng cũng có điểm vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không suy nghĩ quá sâu xa. Nếu đối phương cấp cho hắn thời gian để liên lạc với thế lực khác, như vậy cũng đúng như mong muốn của bọn họ hay sao? Mà ở thời gian này, Hải Bá Đông cũng thể hiện hiệu suất không tầm thường, ngắn ngủi một ngày, liền đem liên lạc với các đại thế lực thích hợp nhất ở đế đô. Hiện giờ Tiêu Viêm cường thế trở về, đồng thời bày ra trước vô số người thực lực khiến cho kẻ khác khiếp sợ. Bởi vậy, đối với đề nghị của Hải Bá Đông, không có thế lực nào từ chối, cho nên công tác liên lạc này cực kỳ dễ dàng hoàn thành hoàn mỹ. Ngay khi này, Tiêu Viêm gặp được Hải Bá Đông và Nhã Phi. Sau một hồi giới thiệu tên của Mỹ Đô Tòa là Thải Lân, Nhã Phi cười nhẹ tiến tới chào hỏi. Sau một hồi thấy ánh mắt của Mỹ Đô Tòa có vẻ băng lãnh, thấy vậy Nhã Phi lập tức rời đi. Sau một hồi, Tiêu Viêm hỏi Hải Bá Đông, Mỹ Đô Tòa là có thái độ gì vậy? Hải Bá Đông lúc này một bên cười hăng hắc, chợt hướng về phía Tiêu Viêm giơ ngón tay lên. Ghen thôi, không phải nữ nhân đều thích như vậy sao? Tiểu tử, ngươi quả rất được. Mỹ nữ xà vương này năm đó khiến Sa Ma Đế Quốc nghe tin đã sợ mất dép, lại làm cho thần phục, vậy mà lại theo bảo vệ ngươi. Nghe vậy Tiêu Viêm đột nhiên im bặt, chợt lắc đầu. Hắn cho tới bây giờ không tiếp thu được vì sao Mỹ Đô Tòa lại có tâm tình như vậy, hơn nữa còn thuần phục mình. Không chừng đến lúc hết một năm ước định, nàng ngay lập tức trở mặt đem giết chính mình đi.
rồi Tiêu Viêm và Hải Bá Đống tiến tới luyện dược sư công hội. Nửa giờ sau, Tiêu Viêm đoàn người xuất hiện tại chỗ cửa chính của luyện dược sư công hội. Nhìn cửa chính công hội quen thuộc này, Tiêu Viêm lại chậm rãi thở ra một hơi, trong lòng nhẹ giọng tự lẩm bẩm nói: Hoàng thất luyện dược sư công hội, Mộc Gia còn có Nạp Lan Gia, quả nhiên là xa cách từ lâu. Không biết 3 năm nay các ngươi có thể còn nhớ rõ tên Tiêu Viêm này hay không? Cùng Hải Ba Đồng chậm rãi đi vào luyện dược sư công hội khổng lồ, một cỗ dược hương từ trong phiêu tán ra, khiến người khác ngửi thấy hương vị trong đó cảm giác đặc biệt vui vẻ thoải mái. Bước vào công hội, Hải Ba Đồng bởi vì cần sớm đi làm một ít chuẩn bị, cho nên đem địa điểm nói cho Tiêu Viêm, rồi lúc sau tự mình rời đi. Đi cùng với Tiêu Viêm còn có rất nhiều người. Sau đó Tiêu Viêm gặp được Pháp Mã hội trưởng. Tại ánh mắt chăm chú của mọi người, vị này là trưởng quản luyện dược sư công hội Xà Ma Đế Quốc lại lộ ra vẻ mặt tươi cười, hướng về phía Tiêu Viêm cười nói có một chút nhã nhặn. Pháp Ma tiến tới và nói: 3 năm không thấy, không biết Tiêu Viêm tiểu huynh đệ còn tốt không? Sau khi gặp Pháp Ma, Tiêu Viêm lập tức rời đi, tiến tới trung tâm của công hội. Mục đích của Tiêu Viêm là đi gặp tam đại gia tộc của Xà Ma Đế Quốc. Chậm rãi đi vào trong phòng khách, Tiêu Viêm đều cùng một ít người đang ngồi ở đấy mà mỉm cười bắt chuyện, nhưng mà không biết là lý do cố tình hay là duyên cớ, mà đặc biệt không bắt chuyện cùng với Nạp Lan Kiệt, cùng với Nạp Lan Trúc ngồi bên cạnh. Nhìn mọi người bắt chuyện với nhau, Hải Ba Đông bên cạnh cũng tìm một chỗ ngồi xuống cạnh Tiêu Viêm. Nạp Lan Kiệt cùng với Nạp Lan Trúc, dáng tươi cười trên khuôn mặt có một chút miễn cưỡng. Hành động này của Tiêu Viêm rõ ràng cho thấy đối với Nạp Lan gia tộc, bọn họ vẫn canh cánh trong lòng. Nhưng mà lấy hành động đối với Tiêu Viêm lúc trước tất nhiên là đãi ngộ như vậy, thật ra không có chút nào sai. Bởi vậy, bọn họ hai người cũng chỉ có giả vờ cầm điếc ngậm đắng. Hiện giờ Tiêu Viêm nghiêm mặt ngồi bàn bên cạnh đã không còn là thiếu niên non nớt năm đó. Với thực lực hiện tại của hắn, coi khinh Nạp Lan gia tộc bọn họ cũng không là quá nặng. Trong đại sảnh mọi người cũng đem biểu hiện đó thu lại trong mắt, nhưng thần sắc lại đều không đổi, giống như là không thấy trò đó. Thanh âm trò chuyện vẫn không giảm chút nào. Theo mọi người ngồi ổn định, Tiêu Viêm ánh mắt vừa nhấc lên chậm rãi cười và nói: "Việc ta đem mọi người triệu tập cùng một chỗ ở đây, mọi người đều đã rõ ràng, cho nên ta cũng sẽ không nói vòng vo. Vân Lam Tông diệt Tiêu gia ta, đây là huyết cứu nên phải có báo. Vì vậy Tiêu Viêm ta cùng với Vân Lam Tông, cục diện tự nhiên là không chết không thôi. Hôm nay triệu tập triều vị đến đây, đó là muốn cùng mọi người liên thủ thanh trừ ác tính Vân Lam Tông này cho đế quốc." Ngay khi đó Tiêu Viêm lập tức phô bày thế lực. Ngay lúc này, âm cốt lão tam nhân mới xuất hiện. Tiêu Viêm nhếch môi, nhưng mà lời nói vừa rơi xuống thì không gian bên cạnh đột nhiên ba động một hồi. Trong một đạo thân ảnh xà nua nhìn qua có chút hư ảo, từ từ xuất hiện trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Thân ảnh đó là Dược lão, ông nói: "Đấu tông cường giả đương nhiên cũng có." Thân ảnh hư ảo vừa hiện ra, tiếng cười già nua chậm rãi vang lên. Chợt bỗng nhiên xuất hiện một cỗ khí thức rồi sáo khiến khuôn mặt của mọi người đều biến sắc như thủy triều dâng lên. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, soi sáng phía trên nhân ảnh già nua nhìn có một chút hư ảo, nhưng mà trên mặt đất không có lấy một cái bóng. Tình cảnh như vậy nhìn qua thoáng có chút quỷ dị. Đột nhiên xuất hiện nhân ảnh cùng với trong giây lát bộc phát ra rồi xào khí tức kiêu ngạo của đấu tông cường giả, trực tiếp làm cho mọi người trong đại sảnh lâm vào tình trạng chết lặng. Từng ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm vào người trước mặt kia, kinh hồn bạt vía ở trong lòng. Thời điểm có màn lặng ngắt như tờ ở đây, Tiêu Viêm vẻ mặt cũng kinh ngạc, một lát sau mới từ từ cười khổ nói: "Lão sư, ngài thế nào lại ra đây vậy?"